một đồng nhé. Cô sẽ bỏ vào đây và tôi sẽ ăn cua này. Các bạn ơi, hôm nay đi với tôi có nhiều sự góp mặt của nhiều anh em lắm này đấy. Đi với tôi toàn anh em quê tôi thôi. Hôm nay bây giờ chúng tôi sẽ đi bắt những con cua đồng nhé, để ngày mai chúng tôi làm gỏi cho các bạn xem. Gỏi đấy, gỏi cua ấy. Các bạn ơi, cua đồng thì nó không to đâu nhé. Bé tí bé tẹo này. Bắt lấy mấy con. Nói chung là những con này bé thật nhưng mà mình lại dùng để làm gỏi thì rất là ngon. Con nữa. Các bạn thấy không? Ngay con đỉa bên cạnh kìa. Tôi đang tự quay nha các bạn nhé. Mấy con cua đồng nó chỉ nhỏ này thôi, nó không to như con cua đá hôm trước tôi quay cho các bạn xem đâu. Đấy, nó này. Đấy, nhưng mà thịt của nó để làm gỏi thì rất là tuyệt vời nhá. Thì cua này sẽ ở trong những bãi cỏ này, bạn nhìn kỹ mới thấy. Tôi thấy một con đây, đâu mất rồi. Đây. Trước các bạn xem cua đá phải không? Cua đồng này nó bé như này thôi, nó không to như cua đá kia. Nhưng mà nó thịt nó cũng rất là ngon, rất là ngọt, để mình làm mà gỏi thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, tôi sẽ bỏ vào đó. Các bạn ơi, đây là chiến lợi phẩm của chúng tôi trong cái bát đây. Đây là cua đồng nhé. Nó nhỏ như này, nó không to như cua đá. Trước tôi trong giỏ tôi vẫn còn nữa. Đấy, trong giỏ tôi vẫn còn nữa. Để đây là nguyên liệu để tôi làm cái món gỏi cua cho ngày mai rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ làm món gỏi cua cho các bạn thưởng thức. Đặc biệt, rất đặc biệt. Cái này đi rất là may mắn, thực ra mùa này với lại thời hiện nay ấy, cua nó khá là hiếm, khá là ít. Hôm nay tôi vẫn may mắn bắt được khá. Trong cái giỏ này nữa. Đây, cua đồng này. Cái nhỏ như này thôi. Khá nhỉ, được khá chứ. Đấy, tầm này là ăn gỏi đã đủ rất nhiều rồi. Được rồi các bạn ạ, ngày mai là tôi sẽ làm gỏi cho các bạn cùng thưởng thức nhá. Được rồi. Tôi lại gặp lại các bạn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi làm gỏi cua nhá các bạn nhá. Gỏi cua mà hôm qua tôi đi soi ấy. Hôm qua về vì quá muộn rồi ấy, nên tôi không thể làm được nữa. Vì làm nó mất thời gian và phải đi kiếm những cái nguyên liệu ấy. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm các nguyên liệu để đi làm gỏi cua nhá các bạn nhá. Các bạn chờ trong ít phút là chúng ta sẽ có món gỏi cua rất là tuyệt vời rồi nhá. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi đang đi hái lá mơ. Đây, tôi cho các bạn xem lá mơ nhé. Lá mơ đây, đây là lá mơ đồng. Các bạn đi ăn thịt chó ấy, thì các bạn có thể ăn cái loại lá mơ nó lông lông đúng không? Lá mơ này quê tôi nó khác này. Đây, các bác quê tôi gọi đây là lá mơ đồng. Đấy. Mùi vị của nó cũng giống lá mơ kia thôi, nhưng mà nó không có lông. Nhiều người sợ cái lông của lá mơ kia ấy, nhưng mà lá này không có này. Có khi lại thì hay hơn đấy. Tôi đi hái đây. Lá này nó dài, nó to. Các bạn ơi, bây giờ tôi đi hái rau ngủ nha các bạn nhé. Nhưng mà tôi cho các bạn xem này. Người dân, nông dân của tôi đang đi cày đi bừa ấy. Đấy, máy cày như thế này. Khá là vất vả đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi hái rau ngủ đấy. Cái tiếng này nó hơi ồn tí, các bạn thông cảm nhá. Đây, rau ngủ đây. Tốt thật. Mơ cái khóm rau ngủ tốt thật đây các bạn. Cái khóm nữa. Tuyệt vời thật. Quá tốt luôn, rau. Rau ở ngoài đồng nhá các bạn nhé. Rất là sạch luôn. Bây giờ là lá sung nhá các bạn nhé. Lá sung. Tôi sẽ leo lên đây đấy. Bây giờ chẳng có ai đi quay với tôi cả nên tôi sẽ tự leo. Leo lên tôi hái lá sung. Leo lên gốc cây này. Đi gieo rung nhé các bạn nhé.
Lèo mình đấy. À sung. Đây là sung đây. Toàn những độ tự nhiên hết nhé các bạn nhé. Tôi sẽ đi hái ở ngoài đồng, từ những cái cây ở trong thôn xóm của tôi luôn. Ý, này luôn. Bẻ về luôn. Lá rất tốt các bạn ạ. Ngon. Và hoa chuối nha các bạn nhé. Đây, tôi có một quả trà, cái hoa chuối đây rồi. Ok. Sau khi tôi đi hái và đi kiếm thì tôi đã kiếm được lá sung này, sông ổ này, lá mơ và hoa chuối nữa. Đấy, đây là những nguyên liệu chúng ta sẽ sử dụng nó để mình làm những thứ để ăn kèm với cả món gỏi cua. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thêm cả mắm tôm nữa nhá, mẻ nữa và một số gia vị như kiểu ớt này, chanh này và lá chanh chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi làm đây. Đi thái hoa chuối ra và rửa những cái rau này đi là chúng ta chuẩn bị là được thưởng thức món này rồi. Mẻ thì chúng ta sẽ đun lên như này nhá. Đun lên, đun cho nó chín đi. Đấy, tôi đã đun chín rồi. Và chúng ta sẽ rang vừng lên nhá. Rang vừng lên và giã nó ra như thế này. Để chúng ta làm nguyên liệu chúng ta ăn kèm với cả con cua. Đấy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn như thế rồi. Bây giờ là thái hoa chuối và ngâm nó đi một lúc thì chúng ta sẽ chuẩn bị lên mâm thôi. Đấy, tôi đã chuẩn bị những thứ như thế này rồi. Tí nữa tôi sẽ quay con cua để chúng ta sẽ xử lý như thế nào với nó nhé. Hoa chuối chúng ta sẽ thái ra như thế này nhé. Thái nhỏ, thái mỏng. Các bạn ơi, đây là muối nhá. Chúng tôi sẽ bỏ muối này vào, đổ nước ấm vào. Đổ nước ấm vào để lấy cua ấy, đổ vào đây để mình khử trùng, mình rửa cho nó sạch đi nhá. Pha cho nước ấm thôi nhá các bạn nhá, không phải dùng nước nóng đâu, dùng nước nóng nó chín mất đấy. Đấy, pha cho nước ấm ấm thôi, tan hết muối ra và đổ những con cua đang sống ở đây nhá, để chúng ta khử trùng nó đi. Đây các bạn ơi, cái nước nước muối lúc nãy nhá, nước muối ấm ấy mà tôi bảo các bạn pha ấm ấy, bây giờ chúng ta sẽ đổ vào đây để chúng ta rửa cho nó sạch những con cua đi. Đấy. Đấy, rửa cho nó sạch đi. Đấy, nước muối các bạn nhé. Nước muối, hạt muối. Đấy, rửa cho nó sạch đi thì để cho nó đảm bảo con cua nó được sạch sẽ. Chào các bạn nhá. Đây là một mâm gỏi cua của chúng tôi đây. Các bạn thấy không? Con cua vẫn đang sống, đang bò đây này. Đây, cua đấy các bạn nhá. Chúng tôi lên mâm mà chuẩn bị nhắm thôi các bạn. Bây giờ tôi sẽ ăn cho các bạn xem nhá. Tôi sẽ ăn đầu tiên cho các bạn xem. Chúng ta sẽ lấy thật nhiều loại lá mà tôi đã chuẩn bị này để trộn lại với nhau. Đấy. Đây là lá sung với cả lá mơ nhá. À, rau ngổ này. Đấy. Hoa chuối. Ăn bốc đi cho nó đã. Đấy, hoa chuối này. Bây giờ chúng ta cho thêm cả vừng vào. Vừng này. Vừng này. Đấy. Bây giờ là mắm tôm nha, với cả mẻ. Mẻ đây. Mắm tôm đây. Và nhân vật quan trọng nhất của chúng ta là một con cua. Tôi sẽ bắt con cua lên cho các bạn xem, con cua thật to mà. Đây nào. Còn này vẫn còn sống nha các bạn nhá. Đây này. Nó vẫn còn sống nhá. Tôi sẽ bỏ vào đây và tôi sẽ ăn con cua này. Ủa, nó hơi to các bạn ạ. Hơi to so với cái đấy,
Bây giờ tôi sẽ ăn. Đây, bây giờ tôi sẽ ăn miếng này luôn nha các bạn nhá. Đấy, bỏ mồm vào chiến đấu luôn. Điều cười hơi đến tiện các bạn này đấy. Ôi, tôi miếng này khá là ghê gớm đấy. Tôi sẽ ăn cho các bạn xem nhá. Tuyệt vời quá các bạn ạ, quá tuyệt vời luôn. Đấy các bạn ạ, đấy là món gỏi cua của tôi. Tôi vừa làm một miếng rất là đã, rất là kinh khủng luôn. Bây giờ tôi cảm nhận rất là khá là tôi cũng ăn được cái miếng đấy cũng kinh đấy. Thì tôi sẽ bật mí cho các bạn là tối nay chúng tôi sẽ đi săn lươn luôn. Chúng tôi phát hiện ra một nơi rất là nhiều lươn và tối nay chúng tôi sẽ đi săn. Và là sẽ làm một món ăn rất là tuyệt vời cho các bạn cùng xem nữa. Thì có thể video tôi săn lươn tôi có thể up sau video này lâu hơn, chứ còn không chắc là tôi có thể up được ngay sau cái video này luôn. Thì rất là mong các bạn xem video của tôi ấy, thì nó có những cái bình dị của quân thương tôi như thế. Thì mong các bạn xem nhớ là để lại like và để lại lời nhận xét cho tôi nhé, để tôi có thể sửa chữa những cái là thiếu sót trong video của mình và có hoàn thiện bản thân hơn. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Nếu mà các bạn yêu quý tôi nhiều hơn ấy, thì các bạn có thể giới thiệu với bạn bè này, người thân và đồng nghiệp của các bạn, để các bạn đồng nghiệp của các bạn biết đến tôi và xem những video để giải trí và để cảm nhận những cái sự bình yên ở những vùng quê, vùng nông thôn, người dân miền núi của chúng tôi nhá. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúng tôi phải nhắm đó, bây giờ một tôi hay còn đánh nhậu với nhắm các bạn ạ. Nhậu đấy. Xin chào, hẹn gặp lại nhá.